Câu chuyện đôi bạn tốt. Một hôm, vịt mẹ đi chợ xa, mang vịt con đến gửi gà mái mẹ. Gặp bạn mới, cả con vui lắm. Nó xin phép mẹ: "Mẹ ơi, mẹ cho phép chúng con ra vườn chơi mẹ nhé." Gà con nhanh chân đi trước, thấy vịt con cứ lạch ba lạch bạch theo sau. Gà con nói: "Sao bạn đi chậm thế? Nhanh cái chân lên." Ra đến vườn, gà con lấy hai chân bới đất tìm run. Còn vịt con cứ lạch ba lạch bạch, làm cho đất bị dí xuống. Gà con không bới được run, tức quá, mắng vịt con: "Sao bạn chẳng biết bới gì hết vậy?" "Bạn nhìn này, những ngón chân của tớ có màng nên không bới được đất." "Thôi, bạn đi chỗ khác mà chơi đi, để tớ bới một mình." Vịt con buồn bã, lủi thủi bỏ ra bờ ao tìm tôm tép để ăn. Còn gà con một mình bới đất tìm run. Bỗng có một con cáo xuất hiện, nhìn thấy gà con, mắt cáo sáng lên: "Ha ha ha, ta có một bữa lo rồi đây." Vịt con đang hụp tìm tép dưới bờ ao, nghe thấy tiếng gà con, vội bơi nhanh vào bờ. Vịt con bảo: "Gà con ơi, anh hãy nhảy lên lưng tôi nào." Gà con vội nhảy lên lưng vịt con. Vịt con cõng gà con bơi ra giữa ao sâu. Khi cáo chạy tới thì đã quá muộn, không bắt được gà con, nó tức lắm, liền bỏ đi. Lúc này gà con mới thấy hối hận về việc làm của mình. "Tớ xin lỗi bạn, đáng nhẽ tớ không nên đuổi bạn đi." "Không sao đâu, thôi từ giờ tôi với bạn là đôi bạn tốt nhé." Từ đấy trở đi, gà con và vịt con trở thành đôi bạn tốt của nhau.